hàng là thành công của chúng tôi. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. Xin chào mọi người, hiện tại mình đang có mặt tại đội 1 Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa. Cụ thể là Auto Duy Minh. Thì cái địa điểm bên mình đã lắp được hơn 2 năm rồi, 2 năm rưỡi rồi. Đấy thì về cơ bản hôm nay thì anh em qua để kiểm tra lại máy móc và thăm anh chủ là anh Giáp. Đấy thì vừa rồi là khách rất là đông nhá. Thì bây giờ mình có thời gian để quay video cho mọi người. Đấy thì về máy móc thì anh em mình đã kiểm tra hết rồi. Đấy, cầu lăng này đang vận hành rất là tốt nhá. Máy rửa xe cũng thế. Đó. Rồi là máy nén khí, anh thay dầu, rồi là vệ sinh rất là định kỳ. Đó. Thì về cái cầu lăng đây thì bên mình đã lắp được 2 năm rưỡi rồi, đến thời điểm 2 năm rưỡi rồi. Đó thì vẫn đang vận hành rất là tốt nhá. Đó. Vận hành cực kỳ tốt luôn. Đó, cầu lên rất là êm nhá. Đó. Phía trên đây là tay quay này, đó, phía tay quay 360 độ này. Máy rửa xe Mazoli của Ý được treo ở ngay ngắn ở trong góc này nhá. Bây giờ mình sẽ thử máy rửa xe Mazoli nhá. Đấy, anh em vừa kiểm tra hết rồi. Thì về cơ bản thì máy móc hoạt động rất là tốt nhá. Đó. Áp lực rất là khỏe nhá. Máy móc hoạt động rất là tốt nhá. Đó thì du lô rút này, rồi bình bọt này, đó. Ở bên trong này thì cũng có một hộp du lô ở phía trên nhá. Đấy, một hộp du lô phía trên. Đấy. Máy về phần nằm lốp thì có máy ra vào lốp này, đấy, đang hoạt động rất là nhiều nhá. Cứ xe dính đinh là sẽ vá vỏ đấy, làm rất là nhiều anh chị em nhá. Đấy, bên này là máy cân bằng động này. Đấy, máy cân bằng động A91 này. Đó. 91. Đây, anh chị em nhìn ra phía ngoài đây. Đó, quang cảnh ở phía ngoài này. Đấy. Còn đây là máy hút dầu thải này. Đấy, cũng đã sử dụng rất là nhiều nhá. Đấy, máy hơi nước nóng này. Rồi là những các cái dầu nhớt này, những cái phụ kiện này. Đây, xin mời anh chị em sang bên này. Bên này là cái phòng để đánh bóng phủ ceramic này, dán phim cách nhiệt này. Đó. Đây, đây là những cái cuộn phim này. Đó. Những cái đồ nghề đánh bóng này. Đó, rất nhiều thứ nhá. Đó, phòng này thì anh làm cũng khá là đẹp. Đó, khá là đẹp. Đó. Bật điện lên ánh sáng rất là đẹp nhá. Đó. Công việc bận quá nên là cũng không dọn dẹp được nó kỹ lắm. Đó. Đây phía ngoài đây. Đây không gian phía ngoài. Rửa xe thì nếu mà xe ít thì có thể rửa xe tại chỗ, hút bụi tại chỗ luôn. Nếu mà đông khách thì mình sẽ đánh sang khu vực bên này. Đó. Đánh sang khu vực bên này. Làm chuyên sâu thì mình sẽ đánh vào trong phòng. Đấy. Về cơ bản bố trí của xưởng thì đây là khu vực nhà ở của anh. Phía trong là khu vực nhà ở. Đấy, chính vì vậy là phía trước này là anh bắn mái ra phía ngoài và lắp toàn bộ trang thiết bị để sử dụng toàn bộ cái sân trước của nhà. Đó. Thì về cơ bản thì máy móc ở đây thì bên mình lắp được 2 năm rưỡi, gần 3 năm rồi. Đang hoạt động rất là tốt. Toàn anh lựa chọn toàn những cái dòng máy chất lượng thôi. Đấy, như là máy Mazoli của Ý này, cầu lăng của Ấn Độ này. Đó. Rồi là bên trong này nữa. Bên trong này thì có máy nén khí ở phía trong này. Đó, máy nén khí thì anh em mình vừa kiểm tra rồi. Xả đáy này. Rồi là thay dầu nhớt này. Đấy. Thì dầu kiểm tra mức dầu rất là trong nhá. Đấy, mức rất là trong. Đấy, mức dầu rất là trong nhá. Máy rất là ngon nhá. Dòng này là dòng TA80. TA80.
Đó, thì trước mình đã bên mình đã chạy toàn bộ đường hơi ra ngoài phía ngoài hết rồi. Thì ra các cái hệ thống du lô tay quay. Đấy, rất là gọn gàng ngăn nắp. Thì hôm nay bên mình có ghé qua để thứ nhất là thăm hỏi han đến tình hình hoạt động kinh doanh của anh này, rồi đến cái mục bảo dưỡng bảo trì máy móc. Đấy thì về cơ bản thì tất cả mọi thứ thì khá là ổn. Đấy, khá là ổn. Đó, hệ thống cầu lâng tất cả mọi thứ thì vận hành rất là trơn tru nhá. Đó. Hóa chất thì sử dụng cũng khá là nhiều. Đấy, hóa chất thì sử dụng khá là nhiều. Đấy. Thì xưởng thì được bài trí bố trí thì màu sắc rất là đẹp nhé. Anh chị em có thể nhìn biển bảng này, tất cả mọi thứ này, nhìn từ phía ngoài vào, từ phía ngoài đường vào, nhìn vào bên trong thì nhìn rất là, tức là biển bảng này treo toàn bộ bằng chữ nổi hết nhé. Đây là anh chị em để thấy này, đó, bằng dán chữ nhé, đấy, cắt alu dán chữ này, đấy, nhìn rất là đẳng cấp nhá. Phòng phủ đây, nhìn từ phía ngoài vào này, đấy, phòng phủ nhìn từ phía ngoài vào đây. Ừ. Phía trên là đi theo linh này, đánh bóng phủ ceramic dán thêm cách nhiệt này. Đó. Thực sự thì sau 2 năm rưỡi hoạt động, gần 3 năm thì khách hàng rất là đông nhá. Không có sức mà phục vụ luôn. Đó. Thì ở đây là cái con đường 45 chạy từ hướng này là hướng đi thành phố nhá, còn hướng ngược lại là đi Triệu Sơn. Đó. Thì địa điểm ở đây thì khá là đẹp. Đó, khá là đẹp, đất của nhà luôn. Đấy thì anh chị em nào có nhu cầu mở trạm rửa xe chăm sóc xe, đấy quy mô nhà xưởng diện tích như thế nào thì hãy liên hệ bên công ty Uli Việt để được anh em bố trí bài trí. Có thể là một cái quỹ đất riêng chẳng hạn làm xưởng độc lập, hay là có thể làm tại nhà luôn. Đấy thì anh em đều có thể cải tạo và lên cái bố trí công năng làm sao cho phù hợp nhất nhé. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video.